C là ven láo đoi, mây diện tích tôm lâm nghiệp chiếm khoảng khẩn pet xế phá phân bạc diện tích tôm tự nhiên hông ven. Tá lai bây ma nấy, hần dậu khẩn ven láo đoi tân sơn, đã khai thác nguồn tài nguyên nấy, tèo bọc đông, ao ma đé lai sen. Có phân cục lều dự khó, hay hân dậu khẩn ven, sau có phân tích cực háo vệ bảo vệ môi trường. Làn bá dương thị viên dậu bán cương thịnh Rắt sơ thách kiệt xe là dắt đây cháu lan bầy đâu dậu đây xa ná tận dung khai thác hiệu quả tai nguyên tôm tèo bọ cờ quế ao mà đế lai sen cô kể lát bầy hớn lộc nấy làn pá bọ khẩn tham xếp hết ta quế quẹ dắt ao mà đế hơn bạc mần Gia đình tôi là trồng quế, đầu tiên là tôi cũng trồng thí điểm, 2, cây. Còn đấy, tôm hung lan câu 4, xe khén đuôi. Bọc cháu cơ bốn so bên, ta lốc xa mấy chủ trương bọc cơ que, Sư lan câu sẽ đã tấp trong bọc cơ que, Sau, hiệu thêm cơ que sẽ là cơ bọc, À mà để lai xe ăn. Kín rồi, nghĩa là nó chưa khép tán, thế nhưng mà cái cây nó không mất khoảng. Nó rất là hiệu quả so với trồng cây keo và cây bạch đàn làn báo phung văn lượng dậu bán kết xa lai đông lộc nấy mày hơn hai hít vọng bọc cơ keo xe tây cháu lan bọc đông cơ dậu khẩn sợ con nấy báo phân lai xe thắm cơ mây đều hai hay lát máy cúc trí dạo cục bắn răm tầng lộc nấy còn đông keo đá đáy đá hơn chết thui đáy ăn vận động đỡ hồng chính quyết sợ Dạo lực lượng kiểm lâm làn báo đã thắm tỉa. Cháu cơ ý đều hai con, sự đồng thoại thành đông cơ mây bậc, áp dụng cháu biện pháp thâm canh, đều cơ khẩn xịp bay, sự hai, đều áo mà đến lai sen. Trước gia đình tôi thì cũng có trồng rừng, nhưng mà trồng rừng với hình thức là năm bảy năm gia đình tôi bán một lần Sau làn câu lúc nấy mày cần hạ hết ca đông bọ cơ keo đáy ăn tuyên chuyên sự làn câu tiêu thoại thành đông cơ mây bậc, tiêu khẩn xịp bay cây lão ngấm hai tiêu áo mà đến lai sen còn khẩn hà hết ta đông lốc nấy, sư binh quân dắt bay, làn câu 15. sẽ ao ma đấy, khẩn bạc mơn. 2, thì gia đình tôi cũng cho dự kiến là khoảng độ uh, trên trăm triệu một hát. Xe là sa mày diện tích tôm đông bậc, sa lai đông, xác đinh, vệch bọc đông. Phát triển kinh tế tá đông, xe là dắt đời cháu tiêm năng, hồng xa hong lao. Phê ban cặn xa sẽ ấn men vạch tuyên chuyên vận động hẳn dâu nấy, tập trong bọc đông. Tại cháu loại phân cơ mọ, mẩy năng xuất thang háo bọc, chuyển đuôi cạ mô hình bọc cơ mây bự. Nhờ về cái thế mạnh của địa phương là có rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng mà các hộ có... cây cao hẳn dâu nấy, bọc đông à, cơ mây bự, đều ao ma đấy xin lai hơn. Bình thường sư dư lốc lươn trên bay là hần dầu nấy, tay thắm, đều hai. tầng ta lốc mấy chính sách phong thánh phú thọ mà việc chuyển hóa cả đông cơ, cơ mây bậc. Đặc biệt là ăn tuyên chuyên đồng cán đồng bộ kiểm lâm, ngang cháu ngang cơ quan chuyên môn không ven. Sư hân rồng nấy sẽ thêm đáy ăn lây ít, hòn vịt, bỏ cơ mây bậc ao thoi. Nên hần dầu đấy to sạch đều cơ mây bậc, sau bảo vệ đáy vô chương sinh thái đời nhất bà con nhân dân bởi vì cái thế mạnh của xã Phòng Lai Đồng là 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 nhiều đồi đồi, đồi cây để mà trồng các loại cây như là bồ đề keo bạch đàn hoặc là những loại cây giống khác. Ven Tân Sơn lộc nấy mày diện tích đông sau tôm quy hoạch lâm nghiệp là ai há xếp há xin đây Hồng diện tích đông bọc là tham xếp xin lộc bạc kích ta cục đề án phát triển đông bền vững trung bình giặt bay vền bọc mọ khoảng 100 xin hectare đông tập trồng phần lai sẽ là cơ keo sậu cơ que đều nâng thang hơn thêm chất lượng đông bọc ao ma đấy hiệu quả kinh tế bền vững hé hơn dân tá chủ trương hong thánh phú thọ vền tân sơn đã triển khai lai giải pháp tiêu đợ khuyến khích hần dầu đấy chuyển đuôi cạ bọc đông cơ mây bực, bọc đông cơ mây bực sẽ đỡ hẳn bọc đông mẩy cuộc sống êm tông hơn phát huy để tiềm năng lây thế hong tương xa thúc đẩy kinh tế xã hội bay hớn song song với cái chính sách cái nghị quyết 06 của hội đồng nhân dân huyện thì phòng cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện là thực hiện tốt và lồng ghép các tiêu cờ mây bậc sư hẩn rộng khẩn ven xe đá đáy đỡ đúng đúng mà cờ phạn phân à, đáy chuyển giao khoa học à, kỹ thuật lên tương à, làn tham gia bộ đông nên hân rộng khẩn ven xe đá yên tâm um, gắn bó con đông tỏ sậy chuyển đuôi cả bộ đông cờ mây bậc về cây gỗ lớn hiện vên, thì hiện nay thì một số diện tích cũng đã bắt đầu tỉa thưa ở cái cái cái, cái chu kỳ thứ hai và phòng cũng chuẩn bị uh, phối hợp với hạt kiểm lâm huyện để mà tổ chức nghiệm thu và hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn huyện. Kinh tế đông đã sổ đang trở thành Nga kinh tế mũi nhọn đòi về cục nả. Có phần ao ma lai sen sau giải quyết đáy vết cục hay hương xin lan dụ khẩn ven Tân Sơn. Tèo phát triển đông, ao ma sen thang hơn thêm cháu cơ quan chuyên môn sau cháu sơ dậu khẩn ven đang tiếp tục tuyên truyền mà hiệu quả môi trường sau cao ăn kỹ thuật bọc đông cơ mây bậc sau chuyển hóa tá đông cơ mây ý ca đông cơ mây bậc còn với con bày cao cháu doanh nghiệp cháu lan liên kết tốt sau đều bọc đông thâm canh cơ mây bậc đều phát triển diện tích đông cơ mây bậc dậu khẩn ven ao ma đấy xin thang hơn, hay cháu lát bọc đồng.